Lúc nãy mình bắt đầu mình dạy em làm pin 4S 20T nhé. À, pin 12v75ah sẽ là 4S 5P nhé. Cái này phải dùng máy đo anh em nhé. Đấy, nội trợ 1 chấm dung lượng à, vôn là 329, nội trợ 1.2, 1.9 là ok. Mình có thêm một ốp thôi. Gọi này mất vôn này, 0.7V này, thẳng này. Pin là chuyện tục lắm, là chuyện bình thường mà. Loại bạn này nhỏ.
Thêm một quả này nữa lại bị này, 0.65 này. Hai quả lỗi. Chết rồi. Hai sao bị lỗi đây, hai sao này bọn tôi đi đấy, không làm nào được. Lúc nào cũng phải có cái đoạn kiểm tra ấy, không kiểm tra thì bị lỗi đâu. Cái đồng hàn kẽm
Mạch này. Mạch này vào trong 50A nhé. Mạch cân bằng 10A luôn này. Phép cân bằng ấy rất là mạnh luôn.
đưa tín hiệu nhé. Lắp xong rồi mới đo đấy. Ba sáu chín mười hai. Không phải có cái đèn đỏ nó hiện được đâu. Ok, một khối này thế là xong rồi nhá. Mình dừng video nhá, để mình đổi sang cái khác.